Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của nhà vườn Hải Đăng. Thì ở các chuyên mục trước đây thì mình đã giới thiệu cho các bạn về các cây giống ăn quả hay là cây rau rồi. Thì hôm nay mình sẽ sang một chuyên đề mới, đấy chính là chuyên đề về cây lấy gỗ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cây lấy gỗ đã được liệt kê vào danh sách là cây lấy gỗ hiếm trên nước Việt Nam ta. Và cái cây này, đây là cây lấy gỗ gù hương mà bên vườn Hải Đăng cung cấp nhé. Cái cây này đã được trồng trong bầu và có chiều cao khoảng 20 cm. Và cái giống thì nó thường là nhỏ như thế này, nên là các bạn cũng không cần phải băn khoăn về việc là cây nhỏ như thế này thì về các bạn trồng có sống không. Nhưng mà bên mình khẳng định là cây nhỏ nhưng mà đã đủ điều kiện để xuất vườn và đảm bảo cho các bạn là về trồng vẫn sống nhé. Thì cái cây này là phân bố ở rất là nhiều nơi trên thế giới như là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia hay là Malaysia. Và ở Việt Nam mình thì được trồng ở những nơi như Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Cao Bằng, nên là được phân bố rất là nhiều nơi trên nước Việt Nam nhé. Và cái cây này thì các bạn trồng có thể tận dụng các bộ phận để dùng như là lá, thân, rễ hay là quả. Thì lá, thân và rễ đều có tiết ra tinh dầu, còn quả thì là tiết ra dầu béo nhé. Như là rễ và thân thì có vị hơi đắng, cay và có tính ấm, nên các bạn có thể dùng để trị cúm, cảm mạo, ăn uống không tiêu hay là đầy bụng trướng và viêm khớp xương do phong thấp này, và tiêu hóa không bình thường, hay là có thể chữa ho gà, lị. Cái lá này thì các bạn có thể dùng để sản xuất tinh dầu. Thì cái tinh dầu đấy ngày nay gọi là tinh dầu gù hương, hay là các bạn có thể gọi là tinh dầu xá xị. Thì xá xị là ở trong miền Nam gọi, và ở ngoài mình thì gọi là gù hương, nên là các bạn có thể gọi hai cái tên tùy thích cũng được. Nhưng mà các bạn đừng nhầm là mỗi một tên là một cây nhé. Hai cái tên đấy đều gọi chung là một cây như thế này là cây gù hương, hay là còn gọi là cây xá xị đấy ạ. Thì ngoài ra là cái quả của nó còn có tác dụng để chữa cảm mạo hay là bệnh sởi ạ, sốt cao cũng có thể chữa được. Về thân của cái cây này, khi mà cây mà đã già đời rồi thì các bạn có thể dùng để lấy gỗ. Lấy gỗ thì các bạn có thể dùng để sản xuất nội thất và đồ mỹ nghệ cao cấp. Đấy chính là điều mà đã mang lại giá trị kinh tế khá là cao cho con người chúng ta. Thì cái cây này là cây không thấm nước, nên là các bạn cần phải, khi mà dùng để sản xuất ra đồ nội thất thì các bạn phải ngâm trong nước trong một thời gian khá là lâu thì mới có thể sản xuất ra được những đồ nội thất đẹp hay là sang trọng. Thì một số người là thích chơi đồ nội thất hay là mỹ nghệ cao cấp ấy, thì là nhìn đơn giản mộc mạc thôi, thì là họ thích gọi là không cần nắm bóng xi gì đấy, thì khá là đẹp và mang lại hiệu quả kinh tế cũng khá là cao. Thì cái cây này cũng khá là dễ trồng nhá. Nếu mà các bạn muốn biết thêm thông tin về cái cây này thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số 0912 917 280. Hoặc các bạn nếu mà có thắc mắc và muốn hiểu thêm về cái cách trồng của cái cây này thì các bạn có thể liên hệ lên trên website của mình để tìm hiểu thêm. Website của mình là cây cảnh hải đăng.com nhé. Video của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.